Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Từ Màn Ảnh Đến Cuộc Sống của Đài Phát Thanh Truyền hình Nam Định. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của chương trình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với rất nhiều những tình huống thú vị và đặc biệt là những khách mời cũng rất đặc biệt của chương trình. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi.